Good afternoon, teacher. Okay, good afternoon, Hà. Okay, how are you today? Hi, how are you today? I'm good. I'm very good today. Oh. Okay. What about the... Like, it's really broadcaster on this. Sao lại có màn hình kiểu giống gamer thế này? Yeah. Em còn thấy màn hình đâu. Thế á? Trời ơi, còn thấy màn hình. Thỉnh thoảng cái máy tính của em. Đấy, bây giờ là tắt này. Sau rồi nó lại, vừa lấy nó lại có một cái hình giống như là màn hình của gamer á. Ok. Đấy. Nhưng bây giờ bình thường rồi. Bây giờ bình thường có nhìn thấy hết rồi. Ok, và mình luôn vào luôn một bài nha. So today are you busy for studying? Busy? Busy có nghĩa là bận. You are you busy? Busy for studying? Có bận cho học hay không? Yes. Yes, okay. What about the weather? The weather is raining. It's raining, okay. Yeah, it's also raining here. Okay, we will practice. Lần trước chúng ta học về cái gì rồi nhỉ? What did we learn? In the last lesson, we learned about Mid-Autumn Festival, right? Okay, ha. I decided you to do only one homework in a week. Cô sẽ cho Hà một tuần một bài tập thôi, bởi vì bây giờ trên lớp rất nhiều bài tập rồi, nên cô sẽ chỉ cho một bài tập ở nhà thôi. Bây giờ chúng ta học hai buổi trên tuần nhé. Trước là 3 buổi, bây giờ 2 buổi trên tuần. Thì cô quyết định là thứ mấy nhỉ? Hôm trước mình học là thứ tư à? Thứ tư. Thì cô đã quyết định là một tuần mình học vào thứ tư, thứ bảy. Thì thứ tư cô sẽ không cho bài tập ở nhà, còn thứ bảy cô sẽ cho bài tập ở nhà. Nhưng mà đã là một bài tập ở nhà thì phải làm cẩn thận hơn lần trước. Ok. Do you understand me? Do you understand? Yes or no? Yes, I do or no, I don't. Do you understand? Understand có nghĩa là bạn có hiểu không? Yes. Yes, okay. Hoặc là make sense. That is make sense. Ok, cũng chưa học hết bài này rồi đúng không? Ok, once again. Đầu tiên hãy nhìn vào bức tranh. Look at this picture and tell me is Vietnamese meaning. Vietnamese meaning. Tất cả. The first picture. It means. What is this? Vẽ. What vẽ? Is this vẽ? Tranh vẽ. Tranh vẽ hay người ta gọi là bức tranh. Ok, tranh vẽ. Rồi, được. Next. Của âm nhạc. Ok. Portrait. Chân dung. Chân dung. Next. Triển lãm tranh.
triển lãm tranh. Ok. Read pronounced English word and after that tell me its Vietnamese meaning. Pronounce, đầu tiên là đọc đã, đọc từ đã, xong đấy thì mình nói nghĩa. Nào, đọc cho cô từ này nào. Present. Gần đúng thôi. Grant. 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 Okay. It means? Good mode. Ừ. Nội tạng. Đâu, đọc trước. Đọc trước xong. Ờ, ok. Đọc nào. Ok. Thêm. Rút thì phải rớt. Nào, nhớ cho cô. Chữ này giống với chữ crushed. À, cái bạn mà mình thích thầm á, crushed, đâu chưa? Nào, bây giờ nhá, để nhớ được các từ có cách viết gần giống nhau. Nào, cô sẽ viết này, to crushed, đúng không? Vừa to crushed. Nào, đọc cho cô là crushed, có nghĩa là cái bạn mình thích thầm á. Được chưa? Nào, ok, đọc cho cô nào, crushed. Crushed. Ok, từ thứ hai là crushed. Yes. Ờ, cái thằng crush này với thằng crush này thì nó giống chữ nhau, bốn chữ giống nhau đúng không? Và nó chỉ khác nhau là những cái từ đầu tiên thôi, chữ C và chữ B thôi, đúng không? Còn đâu, còn lại là nó giống nhau hết mà, đúng chưa nhỉ? Yes. Ừ. Ok. Nào. Tiếp này. Rồi bây giờ đọc lại cho cô nào. Pain crushed. Ok, good job. Nào, thế phần cô không cho bài tập gì về nhà của cái phần này đúng không nhỉ? Của cái phần mà music and art nữa. No, no homework. Okay. Ha, in your class. Which part of grammar are you studying? Grammar. What are you studying? What grammar? Grammar. Grammar. Bạn trên lớp học đến đâu rồi? Ừ, nhưng cô bảo là nội dung ấy. Unit 2 nó là nội dung, nó là cái activity gì? 1. Nó là cái gì? Ok. Thế về xem lại, sau đấy thì nhắn cho cô nhá. Để mình lâu lâu rồi đấy chưa làm bài tập về ngữ pháp. Vì vậy là cô sẽ cho chủ yếu bài tập về ngữ pháp. Trên lớp chỉ nghe với làm từ vựng thôi. Ok. Now tell me, what is the meaning of singer? What is the meaning of painter? Vẽ tranh. The painter. Paint là vẽ. Painter. Who? Who paint? Who paint? Người. Ừ. So it means họa sĩ. Đó. Rồi, ok. Bài này chúng ta làm rồi. Activity 6. Nào, bài này phát âm cô cũng không tập trung nữa. Cái phần same different này có một bài tập rồi đúng không? Bài này làm hết rồi, cô nhớ là làm đúng hết.
Nhưng mà bài sau cái bài này này, bài này này, để ai đang dừng chân bài này này, rất là khó mà không nhớ hết được nghĩa của cô nào. Bây giờ mình ôn lại xem có nhớ không nhé. Friendly, what is the meaning of friendly? Là bài à, hay gì? Không, thì cho cô chữ này, friendly. Bài này chúng ta làm rồi, friendly. Nghĩa là gì nhỉ? Bạn. Ờ, bạn. Nhưng mà tính từ của nó, nhưng mà friendly là gì nhỉ? Nghĩa là gì? Thân, thân thiện. Different. What is the meaning of different? Khác. Same. Giống. Quiet. Keep quiet. Don't make noise. Trong lớp. Ừ, trật tự. Narrow. It is very narrow. It's not wide. Very narrow. Nó nhỏ. Ừ, nhỏ. Còn gì nữa? Narrow. It is a street. Street. Con phố. Narrow. Hẹp. Hẹp. Okay. Yes. Friendly. Okay. Now, can you make a sentence with friendly? Friendly. Okay, I will speak Vietnamese. You will make example. You will make sentence with friendly. Okay. I will speak Vietnamese. Cô gái này thì thân thiện. How do you say? Cô gái này thì thân thiện. Thân thiện tính từ nha. Cô gái này thì thân thiện. No, no, no. Cô không bắt làm bài tập này. Cô chỉ bảo đặt câu thôi. Cô gái này thì thân thiện. Cô ấy thân thiện. She. Tôi là một học sinh. I am a student. Tôi là một người thân thiện. I am friendly. She is. She's friendly. Okay. Now, what is the meaning of old? Old. Tuổi. Tuổi. À, ừ, chính xác. Đúng. Shape. Stay safe. Shape. Trái ngược với an toàn. À, trái ngược với mạo hiểm là gì? Nguy hiểm. Dạ. An toàn. Shape. Large. Dạ. Narrow. Large. Low. Expensive. Expensive. Nguy hiểm. It's so expensive. Don't buy it. What is the meaning? Vui vẻ. Vui vẻ. Happy is vui vẻ. It's not expensive. Expensive, it means it's very expensive. Don't buy it. Đừng mua nó. It's very expensive. Đừng mua nó. Đắt. Đắt. It's very cheap. You should buy it. It's very expensive. Mua nó đi. Cheap, what is the meaning? Rẻ. Rẻ. Okay. Oh, she is a famous singer. So what is the meaning of famous? Mỹ Tâm is a famous. À, Sơn Tùng MTB is famous singer. Very famous. À, quên là. Ừ, thế Sơn Tùng có nổi tiếng không? Ừ, có. Rồi, và ghi cho cô các cái chữ này nha. Các cái chữ này và nghĩa.
Tất cả đây đều là tính từ hết. À, bây giờ nghĩ lại, cô vừa nói hết nghĩa rồi, bây giờ tự ghi vào, tự ghi nghĩa này. Number one, ghi xong rồi nhắc nghĩa. Ghi hết cho cô đã. Tự ghi nghĩa tiếng Việt. One, two, three, four, five, six. Quên mất từ save rồi. Save. Ôi. It is very. It is not safe. Đừng đến đấy. It is not safe. Yes. Hàng cọp đấy, đừng có vào. Not safe. An toàn. It's very expensive. Don't buy it. It's very expensive, đừng có mua nó. Yeah. So expensive means much money. Expensive nghĩa là that. Okay. Thế giờ Hà dạy, Hà hãy lấy cho cô một ví dụ về expensive nào. Lấy một ví dụ expensive. À, bất cứ cái gì expensive. Điện thoại nào, nào người ta nói điện thoại di động, điện thoại thông minh thật là đắt. Ừ, điện thoại là gì ạ? Ê, phone. À. Telephone. Ừ. Thì đắt. Expensive. Ừ. Telephone is expensive. Expensive là tính từ. Và trước tính từ thì là động từ to be. Ở trên à? Ok. Nào, bây giờ lấy cho con một ví dụ nữa. Ông ta là một họa sĩ nổi tiếng. Ông ta là một họa sĩ nổi tiếng. Ông ta hay anh ấy là như thế. Ừ, đúng rồi. He is painter. Famous. Ca sĩ nổi tiếng. Thế thì tính từ phía trước, trong tiếng Anh cô nói rồi, painter, ví dụ họa sĩ nổi tiếng thì chúng ta dịch là painter famous, nhưng trong tiếng Anh thì chúng ta cấu trúc phải đảo lại, famous painter, tiếng Anh phải đảo lại, tiếng Việt là thứ tự 1, 2, nhưng tiếng Anh phải thứ tự là 2 xong rồi đến 1, được chưa? Nó lộn lại, được chưa? Lấy cho cô một ví dụ khác. Bạn là một học sinh nổi tiếng. Bạn á? Ừ. Bạn đấy. You are. Đúng rồi. Student.
Một học sinh nổi tiếng. Đúng rồi, you are famous student. Hot boy đúng không? Rich kid đúng không? Nổi tiếng. Ok, thì bây giờ nói là những đứa trẻ giàu có thì nổi tiếng. Đứa trẻ nổi tiếng, đứa trẻ giàu có nào. Rich. Nào, bây giờ nói là người giàu thì nổi tiếng. Nói như thế nào? Người giàu học rồi. Ôi, Hà thần tượng một anh giàu có tên là Rich Man. Và sau đấy là một những con người giàu có là gì? Người nào? Lần trước đã đắm say Rich Man rồi, bây giờ còn đắm say người giàu có như nào? Trời ơi, quên của cô à. Nào nhớ. Đúng rồi, The Rich. Đúng rồi. Giàu có. À quên, nổi tiếng. Đó. Are famous. Được chưa? Dễ chưa? Nói thế thôi. Nào bây giờ nói là một người đàn ông giàu có thì nổi tiếng. Đấy, chúng câu chúng tủ bố nhá. Nào, ôi. Một người đàn ông giàu có nào. Thế nào nhỉ? Gì đây? A man thì giàu có à? Is à, nào thì cô bảo là đặt câu là một người đàn ông giàu có thì nổi tiếng đúng không? A rich man là người đàn ông giàu có nổi tiếng, là famous. A rich man is famous. A rich man is famous. Được chưa? Ok. Nào bây giờ hãy nói cho cô tất cả các nghĩa tiếng Việt nào. Number one, what is the meaning of old? Dạ. Number two, ân thiện. Number three, ân toàn. Four, rộng. Five, đất. Six, nổi tiếng. Ok, now repeat. Can you pronounce all the words? Number one. Đọc cho cô nè. Number two. Friendly. Set. Again, to hơn tí nữa. Set. Large. Large. Yes. Large. Yes. Number five. Expensive. Ở đấy, từ dài nhất lại nhiều nhất đúng không? Cứ đắt đỏ giàu có là nhiều hơn đúng không? Ok, number six. Famous. Ok, rồi. À, một bài nữa còn nhớ về phần chu và A giàu của cô. Tôi rất là giỏi, bạn cũng thế. Được chưa? Tôi rất là giỏi, bạn tối tôi là một học sinh, bạn cũng là một học sinh. Thế bây giờ tu và ây giờ mình học rồi, và bây giờ làm lại để nó chắc hơn thôi. Nào. Number one, tu là dùng khi nào mà ây giờ chúng ta dùng khi nào, Hà còn nhớ không? Giữa câu khẳng định và câu phủ định nhé. Khi nào dùng tu, khi nào dùng ây giờ? Như nào là câu khẳng định, như nào câu phủ định, học chưa? À nhớ nhớ đúng không? Phủ định là như nào? Đấy, đó là thế này, mình phủ một cái. Phủ. Như nào nhỉ? Còn not. Ờ, còn not. Đấy, phủ định hả? Ừ, đúng rồi, chính xác, còn not. Thế bây giờ tu là dùng trong câu khẳng
bị either cùng trong câu phủ định. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ lại chưa? Nhớ lại của cô chưa? Rồi. Tự tin là bài nào? Có. Năm giờ làm gì? Hả? Bây giờ làm kiểu gì? À, ấy giờ. Thế cô hỏi này, cô vừa bảo là bây giờ chúng dùng trong câu phủ định. To, to dùng trong câu khẳng định. À, giờ nhớ thôi. Ấy giờ nhớ thế. Chết mất rồi. Nào thì câu 1 nào. Câu 1 nào. Xác định trước. Để làm được bài này xác định đây là câu phủ định hay câu khẳng định trước. Một nào. Phủ hay khẳng đây. Đây là phủ, đây là khẳng. Ờ, khẳng định mình dùng gì? Chú. Mình chết rồi. Đấy, quen tay. Number two. Number two. Phủ. Phủ, either. Dạ. Ok, đọc tiếng Anh cho cô. Number three. Phủ hay khẳng? Khẳng hay phủ? Phủ. Thế nó là gì? Ây dạ. Đọc cả câu nào. Không biết có đọc được cả câu. Chắc có. I will not. I will not. Would not allow to go to the show. And not like. Will not. Yes, good job. Four. Khẳng định. Ừ. Thủ. Ừ. Five. Thủ. Ừ. Dễ chưa? Cứ dễ thế rồi. Rồi. Rồi bây giờ đến một bài này. Lần trước cô đã nói đến xong giới từ là thêm động từ thêm in chưa nhỉ? Cái bài này làm được không nhỉ? Nào, bây giờ đầu tiên nào. Đọc cho cô đề bài nào. Read the requirement. What music and us are the... Are you interested? Interested. Okay. Or not interested. Or not. In. Okay. By microphone. Okay. By. Đúng rồi, đúng rồi. Đóng tiếp nào. Completing. À, gần đúng. Completing. 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 Sentence below. Okay. You can use the words. Okay. Using all your own ideas. Own, 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 own. Chữ này đọc đúng không này? Đọc lại cho cô lần nữa. Ideas. Đúng rồi, good job. Hà được cái giọng rất từ rõ, âm rất rõ. Chỉ tội là có nhiều từ hơi khó nên là chưa biết phát âm thôi. Nhưng phát âm rất rõ. Ngày xưa cấp 2 cô cũng giống giọng Hà. Nên phát huy. Thật ra Hà bảo really make good. Nào rồi, nhìn trong cái hộp này nào. How many words are there? How many words are there? 10. Ừ, nhưng mà chả là cả câu cho cô nè. Toàn 10 mấy cô à? There are 10. What? Ừ, đúng rồi. Hoặc là nếu như mình không nói what được thì mình nói là vocabulary. À, từ đấy còn khó hơn what. Ok. Ok, read for me. Đọc nào, đọc nào. Okay. Rock and roll. Chuẩn xác. Dancing. Good job. Painting. Great.
Playing. Sure. Cái đấy cùng nó khác ấy. À, cứ đọc cho cô rồi. The guitar. Oh, guitar. 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 One more time. Guitar. Ta. 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 Guitar. Guitar. Mm. Go into the ass. Z. 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 Gallery. 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 Đọc âm đúng rồi, đọc đúng rồi nhưng mà chỉ là đọc nhẹ quá. Ok. Drawing. Mạnh hơn tí nữa. Drawing. Ừ. Acting. Ừ, ok. Do you know the meaning of interest? Interested in. To be interested in. Interested in. No. Ok, từ mới đúng không? Nào, bây giờ chúng ta có một cấu trúc chủ ngữ cộng, như cho cô nhé, chủ ngữ cộng với động từ to be cộng với interested in. In. Ghi cho cô cái cấu trúc này cộng với động từ thêm đuôi in hoặc là danh từ. Cấu trúc này có nghĩa là thích cái gì, thích làm gì, thích cái gì, thích làm gì. Thích cái gì, thích làm gì. Ok, bây giờ hãy lấy cho cô ví dụ. À, bây giờ câu hỏi này. What are your hobbies? Mình học câu này rồi đấy. What are your hobbies? Câu cấu trúc này chính là trong chủ đề trong cái topic đầu tiên, buổi đầu tiên cô dạy. Đấy là về sở thích. What are your hobbies? Sở thích của bạn là gì? À, vẫn đang nghĩ sở thích. Ờ, ok. Nghĩ đi, để cô chờ. Nên... Có nhiều lắm. Thích có nhiều thì mình phải nói tiếng Việt đã chứ. Nhưng không nói làm sao cô biết. À, biết. Ok, what's your hobby? Nó không nói, em im thì cô không biết đâu. Phải nói. Nói tiếng Việt cũng được. Nói nhiều lên. Nghe nhạc. Đấy, nghe nhạc. Mình không biết nghe nhạc là gì. Mình chỉ biết nhạc thôi. Từ nhạc đâu? Trong đây có rồi. I like music. Thế thôi. Đúng không? Chuẩn rồi. Gì nữa? Đừng bảo cô thích ngủ nhá. Gì nữa? What else? Thế rồi à? Những cái nhớ nữa. Ui thế á. Thế mà không nghĩ ra. Thích ăn cũng là một sở thích luôn. Ăn gì? À, ăn gì? Ăn đồ ngọt. Đúng không? Đấy, có rất nhiều thứ. Cô bảo là kể ra. Nào bây giờ kể cho cô 5 sở thích nào. Tiếng Việt cũng được kể nào. Để nói thì mới được. Nghe nhạc. Thứ hai là gì? Anh không cô mỏi tay.
Gladly. Thứ hai là gì? Cô đọc mà em chẳng nghe rõ thì sao nhỉ? Cô bảo là kể cho cô năm sở thích tiếng bằng tiếng Việt cũng được. Nói tiếng Việt chưa? Thích gì? Cô có sở thích gì của anh nghe nhỉ? Thì có thể ăn thịt lợn không? Thế kể ra cho cô. Đồ chiên rán. Ừ rồi, thịt chiên rán. Thứ ba nào. Mình thích cái gì mình cứ kể tùm lum tùm la. Uống Coca-Cola. Thì sáng. Hả? Đấy là sở thích của cô rồi, có phải sở thích của Hà đâu. Gì nữa nhỉ? Đi chơi. Đi chơi. Ừ, đấy, nghe còn hợp lý. Rồi, tiếp. Lướt phẩy. Lướt phẩy. Đấy, chính xác rồi. Số 5 nào. Không nghĩ là được. Không nghĩ là được rồi. Tưởng tiếng Anh thì mình không thể nói được chứ tiếng Việt thì thằng trăm sở thích có thể nói được. Cô tính sơ sơ 30 giây, 40 giây Hà mới có một sở thích. Không. Cố gắng nghĩ cái cuối cùng. Đi gì nữa? Hả? Chơi đàn. Chơi đàn đó. Trời ơi. Tất cả những cái sở thích đấy ở trong đấy hết rồi. Nào, đầu tiên là âm nhạc, không biết nói từ nghe nhạc thì nó liên quan đến âm nhạc, không biết động từ hãy liên hệ đến danh từ music, thế là xong. Thứ hai, không biết thịt sán nhưng mình biết thịt mít, đúng không? Mít. Ừ. Gì nữa? Thứ ba, thứ năm đi, thứ năm là gì nhỉ? Vừa nói là gì cô quên mất rồi. Thứ năm là à, thứ bốn. Cái thứ bốn là lướt Facebook. Không biết lướt là gì, nói Facebook. Thế là xong. Phải sử dụng các từ dễ đã. Thứ năm là sở thích là gì nhỉ? Cô vừa nói xong quên mất rồi. Cái gì nhỉ? Hà cũng quên sở thích của Hà đấy. Ừ, chơi đàn. Vừa nãy hôm trước mình chơi đàn piano. Gì nhỉ? Đàn piano. Trời ơi. I like piano. Hết. Trời ơi, mình phải chém gió không? Đúng không? Nào bây giờ lặp lại những cái từ đơn giản nhá. Nào piano này, music này, gì nhỉ? Meat, do you know meat? Thịt đó, thịt lợn á. Giống như từ meat. Được chưa? Từ gì nữa? Cái gì nhỉ? Facebook. Đi chơi hay gì? Đi chơi đúng không? Friends, I like friends, I like talk with friends, I like talking with friends. Friends thôi. Ừ. Friends, cái từ vừa nãy của cô hỏi là cái từ friendly ấy, thì Hà chỉ biết friend là bạn. Đấy, Hà biết từ friend rồi đúng không? Đúng chưa? Đấy. Rất gần. Chỉ tụi hai quên thôi. Và sở thích thì mãi không nhớ ra được, không nghĩ ra được. Nào, bây giờ với cấu trúc này, nó là như này rồi. Về nhà, hãy lấy cho cô theo cái cấu trúc này.
cộng với verb in. Một là verb in hoặc là danh từ nhá. Các bạn hỏi mày, thế bạn có thích mèo không? I am interested in cats. Rồi về nhà lấy 5 câu với cấu trúc thích làm cái gì? Bài này nhá. Được chưa? 5 câu với cấu trúc này nói về sở thích của mình. Thích làm cái gì, thích làm gì? Thích cái gì, thích làm gì? Yes. Cô sẽ gửi ảnh này và được không nhỉ? Gửi ảnh và cô ghi luôn cái bài tập nhá. Ok, rồi. Thế nhá, cái hôm nay học đến ngồi để tiết kiệm thời gian học môn khác, tiết khác, được chưa? Đúng không? Rồi, có câu hỏi gì? Any question? No. Nhớ là hôm sau hãy xem lại phần ngữ pháp ở trên lớp học đến cái gì để chúng ta cũng theo xem, cũng học cái phần, cũng gọi là ôn lại cái phần ngữ pháp ở trên lớp nha này nhé. Ok, rồi. Hôm nay sau thấy gì nhỉ? Sinh lực bay đi đâu hết rồi? Yếu quá. Ok, thế nhá. Rồi. Cố gắng học thì ăn uống khỏe. Rồi nhá. Ok, so see ya. I just see you next time. See you next time.